anh thích chơi boxing á, anh có thể làm bao cát được không ạ? Cẩn thận nha, sợ chưa Tài? Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá sinh huy hay là sao? Dạ nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ ở Việt Nam. Cái chỗ mà học của em á, chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn nó thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, để vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thôi em đi về đi. Trong tập này, hãy cùng chúng tôi điểm lại những cô gái duyên dáng, tài năng đã từng xuất hiện trong ghép đôi thần tốc. Bên cạnh những chàng trai tài giỏi, năng động, đang đi tìm tình yêu là những cô gái cũng xinh đẹp, độc lập không kém, nhưng tình duyên chưa gõ cửa. Em là một người khá là độc lập, tự chủ, em nấu ăn cũng tốt, em ưa thích công việc làm từ thiện. Bà Nga ơi, con trai mà mê game là con gái không có thích thì em có đồng suy nghĩ với chị không? Em ưa thích một chàng trai vận động một chút, sport một chút, thể thao một chút, di chuyển nhiều hơn, vận động nhiều hơn sẽ làm cho anh ấy khỏe hơn. Anh ấy khỏe hơn thì bản thân anh ấy là người đầu tiên được hưởng lợi từ sức khỏe, sau đó thì sẽ là vợ con và cha mẹ. Vì anh ấy có khỏe thì anh ấy muốn... Đợi chị chút, đợi chị chút. À, sao chị gì đi bệnh nó vậy? Tôi làm theo lời bạn gái yêu cầu là phải có thể thao. Tôi coi có con chuột không hết. Trời ơi, chị đang trau chuốt cho bên đàn trai hả? Tại lý do vì sao? Vì cớ làm sao mà tới bây giờ vẫn độc thân dư tính vậy? Tại vì em tập trung cho công việc hơi nhiều quá, môi trường của em cũng không tiếp xúc nhiều với nam giới. Có tiếp xúc một chút thì các anh ấy lại thuộc tiếp là muốn gom nông sản sạch. Muốn gom nông sản sạch. Nhưng tất nhiên là em không trong top đó nên là em vẫn F3 đến bây giờ ạ. Nhiều khi đến với chàng trai này sẽ chỉ em chơi game, hai đứa cùng chồng chí. Bye bye rồi, bye rồi. Nếu được thì em sẽ hướng anh ấy chơi thể thao ạ. Ok. Đúng rồi đó. Dạ, anh em... bên cạnh ơi, em thích chơi boxing đó. Anh có thể làm bao cát được không ạ? Cẩn thận nha, sợ chưa Tài? Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Anh có thể làm bao cát cho em được không? Một lời tỏ tình dễ thương chăng? Đường ơi. Ơi, bây giờ chưa tới... Trời ơi, người ta nghe boxing bên đây người ta sợ rồi. Có chất xúc tác ạ. Em gái em nói với em một câu là: em có người yêu rồi, bác vẫn ế. Em kết hôn rồi, bác vẫn ế. Em có bầu rồi, bác vẫn ế. Bi chuẩn bị lấy vợ rồi, bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng ký cho em chương trình. Tiếp theo đó, bước còn lại là ở em ạ. Đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em vẫn ế. Em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa. Đúng rồi, chị cũng hy vọng như vậy. Cái bạn nữ nè, nãy giờ cười quay. Bây giờ em nói đi, đừng cười nữa. Biết răng đẹp rồi, biết mũi cao luôn rồi. Dạ em biết em đẹp, biết em đẹp. Thiệt hay vậy, sợ đáo để rồi. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ, hoạt bát. Có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á, em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức. Và đặc biệt là trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá sinh huy hay là sao? Dạ nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ ở Việt Nam. Bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi đầu. Mỗi người mỗi màu sắc, người ta có quyền. Được. Mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ếm phải nhờ đến ông hai bà mối mình đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là đẹp, có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu, nhưng thật ra em ế. Em có nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không? Vừa không, sai không một cái là... Ngon nha, nhà trai coi chừng lép vế nha. Phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha. Rồi, mình nghe tình trường của các cô gái nè. Em có hai mảnh tình bắt vai rồi. Mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học cấp 3. Thì bạn đó ở chung quê với em luôn. Và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó. Mối tình nó được mấy năm?
Dạ chắc 7 năm á chị Tường. Trời ơi, nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khố luôn á phải không? Dạ đúng rồi, bằng tuổi nhau. À, rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao? Dạ hồi xưa kêu mày tao, xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên, rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em, rồi đến giờ chia tay kêu tên. Ê mà mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quýnh lộn nhau lắm, em có không? Dạ có chị, em nói chị là em có. Em rất là nóng tính nên thành ra là có quýnh lộn đó. Trời đất ơi, tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Rồi quýnh đứa nào thắng? Dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được. Hú hồn. Chia tay là đúng rồi. Dạ, trời đúng. Ơi trời, cho một cuộc đấu võ mà thực nhiên người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giòn, hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt giòn, hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Và cuộc tình thứ hai? Đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng. Bao lâu? Dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị. Đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình. Nhưng mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy. Nên thành ra là không có hợp. À, dạ. Bạn trai bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy? Hồi nãy lì 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 mà. Tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ. Hồi nhỏ em cũng có học võ. Dạ được một tuần lễ. Em có học cái chiêu mà mình đồng gia sắc không? Dạ không có đồng mình đồng gia sắc. Bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ chứ. Em là người chuyên đi đầu. Tiếp theo, không thể không nhắc đến những cô nàng dễ thương nhưng tình duyên lận đận. Em chở qua ba mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mà ta ba mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Trời ơi, mối tình thơ không à? Dạ, mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi, chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Xa mặt cách lòng. Rồi sao, cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người. Thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng. 3 tháng là không liên lạc với gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục. Còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ bạn đó ạ. Rồi có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì, mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Hello. Thật ra thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ được lên viral như vậy đâu. Chỉ vì một con ốc. Mọi người hay chọc ghẹo nói là cặp đôi con ốc á. Sau chương trình thì cũng không có gì thay đổi nhiều hết, trừ những cái biệt danh mới cho mình như là Tiểu Long Nữ hoặc là Cẩm Vân Ù Ù. Thì mình và hai anh cũng không có giữ liên lạc gì với nhau hết. Tại vì ai cũng có công việc riêng của mình, cũng có việc bận riêng. Mình thì cũng khá bận trong công việc á, cho nên là cũng không có thời gian nhiều để mà nói chuyện tìm hiểu. Với lại cái anh mình được ghép đôi là anh Thoại. Anh Thoại thì nhìn bề ngoài rất là dễ thương, cười rất là dễ thương luôn, cũng khá là hút hồn. Anh thì khá là lạnh lùng boy đó, và ít nói, cũng hơi giống với lại mọi người của mình. Chỉ là hơi thôi nha. Cũng hơi thôi. Vì là mình biết anh cũng là bộ đội, sống trong khuôn khổ nề nếp kỷ luật của quân đội á, cho nên là anh cũng sẽ có một phần nào đó là con người khô khan. Và đặc biệt nhất là chân thật quá mức. Đâm ra là mình cũng hiểu cho anh một phần nào đó. Trong cái thời gian mà mình cũng có tìm hiểu với lại anh Tường thì mình cảm thấy là mình với anh cũng không có hợp cho lắm. Cũng khác về những điểm á, cho nên là mình với anh cũng không còn liên lạc gì nhiều với nhau nữa.
cũng có nhiều chàng trai inbox nhưng mà mình cũng chỉ giao lưu nói chuyện ở cái mức độ là bạn bè thôi. Hiện tại thì mình cũng chưa có nhu cầu để mà tìm một người nào đó đâu, vì mình cũng đang tập trung vào công việc á. Với lại á, mình cũng nghe mọi người hay nói cái câu là cứ người im đi rồi tình yêu nó sẽ tới. Cho nên là bây giờ mình cũng sẽ thử người im để coi thử là có ai vấp ngã vô mình hay không. Thì như mình cũng đã nói là mình, mỗi người của mình thì cũng không có gì là cao siêu lắm đâu. Chỉ cần quan tâm mình nè, hiểu được công việc của mình, hiểu qua hiểu lại cho nhau, thấu hiểu, chân thành nè. Rồi lạnh lùng, ít nói, ấm áp với mình là được. Em thì có 3 mối tình ạ. Wow. Hầu như thì nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi chứ nó cũng không có kéo dài. Mối tình thứ nhất thì đó là học cấp 3. Còn đối với người thứ hai thì bạn đó đang quen bạn khác và bạn đó tìm để mà quen em. Thì em vô tình là bắt cá hai tay, người thứ ba ở trong cuộc tình của họ. Lúc đó em xử lý sao? Em nghĩ là mình nên kết thúc thôi. Rồi. Chứ em không bắt cho người đó phải lựa chọn là em hay là người yêu. Em nghĩ em cũng là người đến sau người kia thôi. Em chào chị. Tiếp đi em, tiếp đi em. Mối tình thứ ba thì bạn đấy lại nhỏ hơn em 1 tuổi. Là em làm về sự kiện cưới. Thì cái dịp như là cuối năm ấy thì em khá là bận, em phải đi tỉnh nhiều, xong rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Thì trong cái thời gian đó thì bạn đó có tìm đến một người khác. Gì hoài vậy? Là cũng có người thứ ba nữa? Em phát hiện ra luôn. Em vô tình xem điện thoại. Em cũng không phải là lúc nào cũng phải kiểm tra hay như thế nào, nhưng mà thỉnh thoảng mình vô. Cứ thỉnh thoảng vô là dính. Dạ đúng. Đàn ông người nào cũng vậy em ơi. Đàn nó cũng vậy đó. Không có, em không có luôn. Tại giả không kiểm tra chứ kiểm tra cũng lòi ra. Có, điện thoại em không giờ đem túi luôn thì. Bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 6-7 tháng. Quên hẳn chưa? Chưa bị mấy cú đó đau lắm à. Mình sống thì mình phải luôn hướng về việc trước thôi. Mình có phải khóc rơi nước mắt vì những mối tình đó không? Một buổi thôi chị. Là cũng có khóc cho nó thỏa mãn không? Xả ra hết là bỏ đúng không? Mình là tích cực hướng về tương lai. Được, tôi thích cô này. Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhường nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vế và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Em nhớ là có một lần thì em hẹn trước đó là hẹn bạn đó đi chơi và để tặng quà cho bạn đó luôn. Nhưng mà hôm đi học ra thì cái chỗ mà học của em á, chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn đó thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, đã vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt là... nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thôi em đi về đi. Em bị chơi với luôn á, tại vì từ trước tới giờ không ai làm như vậy với em cả. Em rất là tối kỵ trong cái việc là bị nạt ở ngoài đường như vậy. Có người chứng kiến quay lại, xong rồi năn nỉ bạn nó nhận quà rồi để lên yên xe, rồi sau đó em mới nói là em đi về. Mà về thì em lại tiếp tục nhắn tin hỏi bạn đó coi là có mở quà em chưa. Sau này thì mới chia tay. Là lúc đó em cũng hơi mệt rồi em mới nói là em đi ngủ. Không hiểu sao xui xui thì cái điện thoại nó rớt đụng cái vô mặt em. Em cầm lên thì em cầm ngay cái nút video call. Tại vì trước đó là bạn nói với em là bạn nó cũng đi ngủ luôn, bạn nó cũng buồn ngủ. Cầm lên thì không hiểu sao bạn nó chấp nhận cuộc gọi á. Thì em thấy là đang quay cái bàn nhậu. Dạ. Gian dối ra bàn nhậu ngồi nhậu. Dạ. Mà không rủ em nhậu. Đúng rồi anh. Nhưng mà cái thằng cũng buồn. Buồn. Chia tay. Mình đi nhậu. Rồi mình còn mối tình nào ấn tượng hơn nữa không em? Một mối tình ấn tượng thì chắc là mối tình đơn phương. Em có tỏ tình cho người ta biết không? Dạ có. Anh đó không có đồng ý nhưng mà anh đó lại giữ một cái thái độ rất là dễ thương với em. Em tỏ tình thì hình như là em say ở trong ký túc xá với bạn bè, xong rồi lúc đó có cái thời mà Big Daddy với Emily á, là có cái bài mượn rồ tỏ tình. Là em mới gọi điện thì em mới alo anh ơi em mượn rồ tỏ tình anh nha. Em hát nguyên bài xong rồi anh gì là thôi em ngủ nha, ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Rồi hát lại cái bài hát lúc tỏ tình cho chị nghe coi. Hát đi, thử đi nè. Em không nhớ khúc đầu á, từ em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào, hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng câu mày, coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy, em nhớ tới đó thôi ạ. Và cuối cùng là mình mê cái anh đó tới khi nào mới hết mê? Dạ bị nữ mê muội á chị, 2 năm. 2 năm. Và còn rất nhiều cô nàng với những năng lực đặc biệt trong tình yêu. Em nói ra sợ mắc cỡ. Coi chị đâu mắc cỡ. Em cũng chưa có mối tình nào. Em cũng chưa có mối tình nào. Hả?
Dạ. Em cũng chưa có yêu ai hết. Trời đất ơi, hai cô gái bữa nay sao cô nào cũng trong trắng trinh nguyên vậy trời. Nguyên. Bạn nữ chưa từng rung động với ai, còn em thì đã từng rung động với vài người rồi. Dạ. Em rung động là kiểu em yêu đơn phương. Cái mẫu người mà em rung động. Dạ, cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Sao? Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác, chuyển qua một giới tính khác. Cái gì, cái gì, cái gì? Sao? Cái gì? Thích ai là một thời gian người đó sẽ chuyển vào một giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em. Là em quen cái, em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, anh qua anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn đó. Trời. Em ơi, giới tính em rõ ràng không em? Dạ, rõ ràng 100%. Hả? Tôi cũng hơi hoang mang. Tôi lo cho thân chủ của tôi hôm nay quá. Em hoang mang thiệt. Cái chàng trai đó cũng mê mấy cây son lắm, cứ để mấy cây son, cất mấy cây son hoài. Giống của bạn gái nên bạn gái cứ ra cái lộn chia tay. Tính lấy về đánh hay sao, vô tình bạn gái phát hiện nên của em mà. Chi tiết này hay á, chi tiết này hay. Trời ơi, trên đây cây son nha. Nhưng mà em làm biến chất mấy người rồi. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng 3-4. Thì em thấy cũng 3-4. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi. Tại vì ta một người muốn chết rồi, nhất quá tam ba bận không? Bả 3-4 người. 4 người. Anh ngồi gần em có vấn đề gì không? Đúng ơi, sợ sợ. Chưa yêu ai, chưa có mối tình. Để ý anh nào, có tình cảm anh nào, anh đó. Bơ đơ. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Ủa nó nghe nè em, nhưng mà nó nghe nè, là em yêu, nhưng mà em yêu có em có tỏ tình với mấy anh đó không? Dạ không. Em chỉ thích thôi à. Mà em có thể hiện ra bên ngoài, mấy anh nó có biết là em dạ, thích không? Không biết luôn. Không biết luôn. Rồi từ từ em phát hiện ra là người ta giới tính khác. Dạ. Tự động em phát hiện ra. Người ta không ao luôn. Người ta không ao luôn. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà ba mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời, cả một dừa muối á trời. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạt ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạt nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời. Cô làm tôi choáng nha. Trời. Cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em, bạn học. Bạn đúng mà nó nghe nè. Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không. Tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Rồi quyết định sớm rồi. Tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng luôn. Tại sao em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Không. Thì để hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? Một năm, nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á. Em không phải là yêu kiểu cháy bỏng, nồng nàn. Rồi, mối ba. Là cũng gần đây. Nhưng mà em cũng yêu đơn phương. Nữa hả? Sao cô bé này thần tượng Lam Trường quá vậy? Tình đơn phương hoài luôn á. Đôi khi thấy anh cười vui lòng em sao xuyên. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Thường là em phải gánh luôn á. Dạ em bỏ đầy hai đòn gánh luôn á. Rất nhiều hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu chục nữa hả? Dạ. Hay là nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng nghe em nghe. Dạ nếu mà kể mà sợ người cũ em coi chương trình á, kể mà sót á thì cũng sợ mọi người tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Rồi thôi, mới tình đầu. Dạ, mối tình đầu là 3 năm. Em kiểu là con gái á, thường là thể hiện tình cảm rất là nhiều, quan tâm, yêu thương rất là nhiều. Nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng. Em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em. Nói em là gì? Là do em... Cái gì cũng lo hết. Dạ đúng rồi. Còn trong đổ thừa người ta không lo gì hết. Chia tay. Dạ đúng. Tiếp nè. Dạ, cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình trưởng thành hơn rồi. Mình nghĩ là mình phải tiết chế lại. Nhưng mà sau đó em bị phản bội. Đó kéo dài được bao nhiêu năm? Dạ một năm. Dạ cho tới bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy nổ quá trời. Em trai em cũng hay nói một câu là nếu mà em yêu người nào người đó rất là may mắn á. Chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi. À, rửa chén thôi. Còn lại thế giới còn lại em lo được. Kiểu vậy á. Em là người có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà tức là tính em có một giai đoạn khủng hoảng. Nên là em bị mất khá nhiều bất ổn về tâm lý. Em cũng không hiểu tại sao mọi người yêu mình vào lúc mình khủng hoảng, lúc mình vui vẻ hạnh phúc để trả với người đầu yêu. Ai người yêu. Nãy giờ tôi nghe tâm lý, cuối cùng là có mối tình nào chưa? Dạ, mối tình của em hả? Em hay theo kiểu ủng hộ người yêu ngoại tình lắm. Sao?
Em có một giai đoạn á, tất cả những người yêu em đều cảm giác em không biết ghen á, nên họ quen thử người khác á cho em ghen á. Sau cái cô gái nhắn tin hỏi thăm em á, sau em tâm sự riết rồi cô ấy trở thành fan của em. Rồi xong cái em nói nếu mà người ấy có cảm xúc với em thì chị ủng hộ. Nên là em nói với người yêu của em là thật ra nếu anh đã dành cảm xúc cho một người nào đó thì anh phải tôn trọng cái thời gian cô ấy đang dành cho anh. Chứ em thì em nghĩ là em không hợp. Này, nói chung là bà chưa có yêu ai hết trơn á. Mà bà chị còn này mới giới thiệu em. Chưa có yêu ai hết á, có bồ quen cho vui vậy thôi, ngộ nhận tình yêu thôi. Chứ còn yêu người ta ghen thấy bà làm gì yêu mà không ghen. Ừ. Có ai yêu mà nhường bạn trai mình cho người khác. Thiệt bà bây giờ cô chưa có yêu nha. Cuối cùng phải kể đến những cô nàng tài năng và cá tính. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biến đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Trời của miền nhiệt đới trên đôi vai em buôn trần, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về miền miền vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp anh trên anh khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa, anh biết không ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây, em vẫn mong phố đông người xanh bước bên chàng. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em ước mơ. Tình yêu em đó sẽ không rời, mỗi lần đưa hát bên người. Một
lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai mà ai yêu mình ai. Và tất nhiên, để có được sự thành công của các cặp đôi, không thể không kể đến dàn người nhà siêu ấn tượng của đàn gái. Em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận hết Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Em xin tự giới thiệu, em là Ngân, em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. À. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. À. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà ơi chứ. Có phải là do bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á. Nên khó lắm. Dạ. Cảm động thấy vi trùng. Cảm động thấy vi trùng. Vi rút. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc ở miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á, thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh. Mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu, nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là anh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời. Rồi. Luôn rồi kìa. Dạ em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, chị khán giả. Vỗ tay mọi người ơi. Dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Em nhói lòng em Đạt? Em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự chế mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời. Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao trả lời em? Không sao, anh sẽ là một chỗ để em chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Dạ con tên Bảo Nhi. Bảo Nhi. Rồi, Nhi năm nay mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi, hồi nãy giờ con có nghe mấy cô chú trên này nói chuyện con hiểu không? Dạ hiểu. Hai chú này nè, một chú ghế xanh, chú ghế đỏ nè. Con tư vấn cho mẹ con là chọn chú nào? Con nghĩ là chọn chú áo vét. Chú áo vét ở ghế màu xanh. Có chú áo vét. Tại sao? Tại sao con lại chọn chú màu xanh? Tại vì con thấy cũng được. Được là được chỗ nào con? Con thấy chú này cũng được nè. Dễ thương nè, hiền lành nè. Vui tính nữa. Vui tính nữa, về có thời gian chơi với con nữa. Sao con không chịu? Tại vì con thấy hơi kỳ. Hả? Con muốn mẹ hôm nay lên đây sẽ như thế nào? Con muốn mẹ hôm nay lên đây để được làm người yêu của người khác. Wow. Giờ con nói con chọn chú áo vest màu xanh phải không? Giờ con phỏng vấn chú vài câu cho cô coi. Con nói chuyện trực tiếp với chú. Chú ơi. Ơi. Chú có nói ăn giỏi không? Chú nói ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không vậy? Biết. Nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm. Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ. Thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con, cụ thể luôn. Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ con trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi.
con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. À, xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, bạn của chị Khánh. À, bạn dạ, Khánh. Đây cũng là những anh chị, những chị ở trong công ty của rồi, chị Khánh. Xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay tụi em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em. Rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở Bến Bình Đông. Anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc. Thì cũng thật là trùng hợp, chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm. Cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cảm mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. À, này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay cái gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha, uống rượu mạnh mẽ nha, trà sữa rồi rồi nha. Được